Hôm nay thì cha lấy cái câu cuối cùng của bài phúc âm để chia sẻ với chúng con. Câu đó là như thế này: xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Cái điều thứ nhất thì cha cùng với chúng con nói một chút về cám dỗ qua Thánh Kinh. Trước hết một cái cám dỗ mà nó rõ ràng nhất là bà Eva bị cám dỗ. Và cuối cùng chúng ta biết rằng là bà Eva thua con rắn, thua ma quỷ. Phải chi mà bà Eva tránh đi, đừng có nói chuyện với nó thì đâu có sao. Nhưng mà bà Eva đã nói chuyện với nó, mà nó thì nó manh mông hơn, cho nên bà Eva thua. Một cái cám dỗ khác về Chúa Giêsu, trong cái cám dỗ mà người ta nói rằng là về bánh, về vật chất, thì sau khi Chúa Giêsu ăn chay 40 ngày rồi thì đương nhiên là đói. Mà đói thì cần phải ăn. Cho nên ma quỷ nó cám dỗ Chúa, nó nói rằng là nếu ông mà giỏi thì biến những cái hòn đá này nên bánh mà ăn. Trúng quá. Nhưng mà Chúa không có mắc lừa. Chúa nói với nó như thế này: người ta sống không chỉ vì cơm bánh mà sống bằng lời Chúa. Chúa thắng. Cha nói một chút về cám dỗ như vậy thôi. Bây giờ điều thứ hai là cha muốn chia sẻ với chúng con là chia cái cám dỗ trong cuộc đời. Chúng con biết rằng là cuộc đời đây là cuộc đời của cha, của các sơ, của anh ngồi đây và của cả chúng con. Và có lẽ cha muốn nói với chúng con một chút, vì dầu sao chúng con còn trẻ hơn, cho nên là cái cám dỗ của cuộc đời nó nhiều hơn. Tôi cha xin cùng với chúng con lấy một cái bài của cái cô là Nguyễn Thị Trang Nhung, cao học tâm lý học trường Đại học Sư phạm. Cô đang nghiên cứu về tuổi trẻ và bài này là cô đang nói về tuổi teen. Tuổi teen tức là tuổi khoảng từ 13 đến 19, có lẽ chúng con hơn rồi, hơn một chút. Nhưng mà dầu sao thì cái tuổi đó vẫn là cái tuổi của chúng con. Thế thì cô ta viết như thế nào là cha đọc với chúng con nha. Làn sóng hot girl. Hot là nóng á. Làn sóng hot girl, hot boy bùng nổ với những ánh sáng lung linh của tiệc tùng, xe đẹp, đồ xinh và sự sành điệu đã khiến không ít tuổi teen đau đầu đau óc, vật vã tối đêm với quyết tâm em sẽ là người nổi tiếng. Nổi tiếng cho nó đâu vào đó, cho nổi tiếng với cái kiểu này thì chúng con chết. Cha xin trích một cái câu của ông Albert Einstein. Ông có nói như thế này: đừng cố gắng trở thành người thành công, nhưng thay vào đó hãy trở thành người có giá trị. Tức là con làm một cái gì đó tốt cho người ta, ích cho nhân loại, rồi tự dưng thì nó nổi tiếng. Còn nổi tiếng theo cái kiểu mà hot girl, hot boy rồi thì là tiệc tùng xe đạp như vậy đó, nó nguy hiểm đó con à. Cho nên là cô này á, một cái nghiên cứu nó cũng là sát với xã hội đấy. Cái điều thứ hai cô ta nói như thế này: một số teen chọn cách chụp ảnh có phần mát mẻ. Không cần biết rồi. Để làm chi? Để thu hút sự chú ý của cộng đồng.
mát mẻ để thu hút. Chúng con nên nhớ là chúng con phải làm đẹp. Và đó là cái điều ra tại sao? Khi mà mình cảm thấy là mình đẹp thì mình tự tin hơn. Đó. Nhưng mà để tự tin hơn chứ không phải là mát mẻ để rồi thu hút những cái điều sai trái. Nhớ đấy. Rồi, cô còn viết gì nữa? Và cũng học hỏi từ chính các đàn anh, đàn chị đi trước. Học hỏi đây là bắt chước. Mà bắt chước thì có cái hay mà có cái không ra gì. Mà cô ta nói đây là nó tiêu cực đấy. Và cũng học hỏi từ chính các đàn anh, đàn chị đi trước. Thìn đâm đầu vào trào lưu khoe thân. Tôi biết rồi. Đó. Nhẹ thì khoe mặt tròn. Đấy. Môi chúm chím, mắt long lanh. Chấm chấm tự qua chấm 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 cái gì đó rồi ánh sáng nó vô rồi nó long lanh. Đó. Táo bạo thì khoe áo ngắn, cổ sâu, thấp thoáng, vòng một. À, rồi, cô viết tiếp. Chưa đủ độ tai để thành hình tiếng, tai tiếng đó. À, tuổi thìn sẵn sàng cho không biếu không các diễn đàn, nhật ký cá nhân, Facebook, chiêm ngưỡng từ A đến Z, tấm thân ngọc ngà, bất chấp những hậu quả xấu, miễn sao em được nhiều người biết đến. Con thấy không? Quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. À. Thế thì bây giờ chúng con có rất nhiều cám dỗ. Đương nhiên bây giờ cha già rồi thì cái độ cám dỗ nó cũng ít hơn. À. Nhưng mà chúng con thì ở ngoài đời, tiếp xúc với đời nhiều hơn, cho nên chúng con có nhiều cám dỗ. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao? Thế thứ nhất là cha đề nghị theo cái báo tuổi trẻ đó, thì họ có đề nghị như thế này là nhất cử ly. Để tránh trước cám dỗ thì nhất cử ly. Mà nhì tốc độ. Nhất cử ly là cái gì? Ngồi gần nhau. Ngồi gần nhau trong bóng tối, ngồi gần nhau khi không có ai xung quanh, nguy hiểm. Nhất cử ly, nhì tốc độ. Tốc độ là gì? Xe đẹp, xe nhỏ, xe to, xe kiểu mới, cho nó bằng người ta. Chết đấy con. Hãy tỉnh táo. Điều thứ hai chúng ta tránh. Ở trong này ông Ivan, ông có nói như thế này: người ta không ngã xuống vách đứng nếu chẳng bao giờ tới gần nó. Chúng con nghe cái chuyện là cái anh mà chụp hình tự sướng không? Anh ta ngồi trên mỏm đá, cái rồi chụp hình tự sướng rồi cứ lui xuống vực luôn. Nếu anh ta không leo lên mỏm đá thì làm sao mà anh xuống vực? Nếu anh không có chơi một cái trò nguy hiểm như vậy á, thì làm sao mà anh ta xuống vực? Do đó là chúng ta hãy tránh những cái điều nguy hiểm đó và dùng một cái phương pháp quan trọng, đó là chúng con cầu nguyện. Chúng con đi lễ đây, chúng con cầu nguyện với Đức Mẹ bằng chuỗi mân côi. Và chúng con nên nhớ rằng là không phải là mình cứ làm như là chung thì chúng ta làm mà riêng thì chúng ta không làm, không. Cái điều quan trọng là con phải tự lập, con phải có cái giờ đọc kinh cầu nguyện của con. Chứ không phải là đương nhiên trong gia đình thì cần là cái chuyện quan trọng rồi, nhưng mà con phải có cái gì riêng. Cái gì riêng đó là cái gì? Đơn giản nhất là chúng con có những cái chút nào đó để nghĩ về Chúa. Chúng con có một cái chút nào đó để mà lần chuỗi. Nếu chúng con không lần chuỗi được một chục thì con đọc ba kinh. Con đọc không được ba kinh thì con đọc kinh lạy cha. Con đọc không được kinh lạy cha thì con làm cho cha dấu thánh giá. Nên cha và con và thánh thần amen. Lạy Chúa con ngủ. Ít nhất là được như thế.
chúng con sẽ có sức mạnh của Chúa để xa trước cám dỗ, tránh trước cám dỗ và không bị vấp phạm, vấp ngã và thua trước cám dỗ. Xin Chúa thánh hóa chúng ta.